Kính thưa quý vị, hôm nay mùa dịch quá, Hoàng Vũ ở nhà sẽ làm một cái clip gửi đến quý vị. Lâu quá rồi không có hát. Gửi đến quý vị một trích đoạn rất là dễ thương, trích đoạn ca cảnh. Trích đoạn được mang tên Về Quê Mẹ, tác giả của Đặng Ngọc Tuấn. Mời quý vị thưởng thức. Không lầm thì cách đây khoảng 20-30 năm rồi, chúng ta đậu bạc hết rồi hả bà. Tôi còn nhớ ngày xưa về đò ngang, tôi lên thăm con đường nhỏ bụi tre làng sao xác đứng nhìn tôi. Mới đó thôi á, mười mấy năm rồi á, ngôi nhà xưa nay đã thay hồn đổi xác. Bà còn nhớ kỷ niệm về quê mẹ không bà? Để tôi kể cho bà nghe nghe. Xa lòng bao thương nay trở về đây bồi ngồi xao xuyến nhìn nước nhìn mây mà ôn lại những đây con đò ngang thường đưa tôi sang bên sông, con trâu già còn gặm cỏ ở đồng xanh, thoang thoảng lưng trời tiếng gió dịu đông đưa những mái nhà tranh khói tỏa chiều chiều. Ôi quê mình đẹp biết bao nhiêu, giàu dạt trong tôi cho bà nghe nghe. Yeah.
nhầm rồi. Ngôi nhà xưa nay đã thay hồn đôi mẹ tôi đang ngồi mà nước mắt cứ rơi rơi trong giây phút vui. Thank you.